và đó cũng là một giải đấu mà đội bóng của Park Hang-seo đã chơi rất tốt, có thành tích tốt nhất. Bahrain là đội đã giống như Liban và hiệu số bàn thắng bại của Oman đang là -2, của Liban đang là -4. Chúng ta sẽ cùng đến với series để góp mặt ở vòng tứ kết và trận đấu gặp Uzbekistan ở chung kết. Đội xuất phát của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này gồm có thủ môn Đặng Văn Lâm. Các cầu thủ đá thấp nhất ở hàng phòng ngự gồm có Đoàn Văn Hậu, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Phía trên, hai tiền vệ trung tâm của chúng ta là Hùng Dũng và Xuân Trường. Trong khi đó thì Hồng Duy và Trọng Hoàng sẽ vẫn là những người đá lệch sang hai biên ở phía. Đây là danh sách cao thủ. Trong trận đấu ngày hôm nay thì đội tuyển Yemen gồm có thủ môn mang áo số 22, đó là Al-Hass. Cao thủ còn lại gồm số 4 Mudi Abdul Rabu, số 7 Ahmed Al-Sarosi, số 8 Mohamed Al-Kiyat, số 9 Al-Sasi, số 11 Abdul Waze Al-Matari, số 13 Al-Amadi, số 15 Al-Mahamsan, số 19 Mohamed Ali, số 20 Tovic và số 21 Mohamed Rois. Đẹp nhất tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và hiệp 1 trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam gặp Yemen đã được bắt đầu. Rất cố gắng Công Phượng, không kịp. Ngày hôm nay thì huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn xếp Quế Ngọc Hải đá ở trung tâm hàng là những vị trí linh hoạt. Là Wahid Mohamed cũng đá chính ngay từ đầu để thay thế cho Al-Ghazi. Đây có thể là thời điểm mà các cầu thủ chúng ta muốn tìm điểm yếu. Đó là một pha phòng. Sẽ có những điều tuyệt diệu đến với các cầu thủ chúng ta. Quả đá phạt của Xuân Trường. Một tình huống phòng ngự tốt. Không quá vội vàng và đang cố gắng để tìm ra điểm yếu của đối phương. Vừa rồi thì có tới 6 cầu thủ áo đỏ bên phần sân của đội tuyển Yemen để sẵn sàng tạo ra áp lực. Đây là Phạm Văn Đức. Cú đẩy bóng cuối cùng hơi dài. Tấn công quen thuộc ở bên trái sẽ trở lại. Quang Hải, Xuân Trường. Bóng không tới được vị trí của. Có thể là sau một quãng thời gian đầu thu mình thì đội bóng của chúng ta sẽ chọn thời điểm để Park Hang-seo sử dụng Xuân Trường. Một cầu thủ có những pha. Đang có những sự ý nhất định trong cách di chuyển của các cầu thủ chúng ta. Thế thì cũng khó tránh khỏi khi mà đội tuyển Việt Nam đã. Rất nguy hiểm. Một cú đá bóng bằng lòng trong chân phải, bóng đi rất xoáy. Luôn là những đường bóng bọc. Với Công Hải, Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Công Phượng. Bây giờ là Trọng Hoàng. Có thể thấy rằng có đến hai người theo kèm Trọng Hoàng. Một hệ thống phòng ngự nhiều lớp của đội tuyển Yemen. Công Phượng. Chuyền bóng là Xuân Trường. Bây giờ đến lượt Quang Hải. Vẫn là một pha bóng. Vẫn là cao thủ Iran có bóng. Lỗi việt vị. Dày dặn trong những tình huống phối hợp của đội tuyển Việt Nam. Hai cầu thủ Yem. Cú đá phạt của Xuân Trường. Bất ngờ lên dành cho Phan Văn Đức. Dứt điểm. Văn Đức. Khoảng trống đã xuất hiện. Ấy luôn là một trong những miếng tấn công sở trường của đội tuyển Việt Nam. Và Văn Hậu đang là người tích cực di chuyển nhất. Di chuyển. Phạm Văn Đức. Quang Hải. Công Phượng. Quả đá phạt. Lại là Công Phượng bị phạm lỗi. Vắng mặt ở vòng 1-8 nếu Yemen giành quyền đi tiếp. Xuân Trường. Quang Hải. Một kèo dành cho đội tuyển Việt Nam. Siêu phẩm ở Thường Châu đã xuất hiện trong trận đấu ngày hôm nay ở Al Ahly. Thật tuyệt vời với một Quang Hải
tỏa sáng đúng lúc đúng chỗ ở cột mốc 38 với một cú sút chân trái tuyệt vời làm tung lưới của Yemen. Quang Hải đã nén lại như một chiếc lò xo để bây giờ anh bung lên và tỏa sáng với một cú đá không thể cản phá làm tung lưới của Yemen. Không phải là cầu vồng trong tuyết. Hồng Duy! Hồng Duy! Tại sao lại không thực hiện một cú đá ngay? Xuân Thiên! Rất hay! Tiếp theo của phái Văn Đức! Hồng Duy! Cú đẩy bóng cuối cùng lại hơi lập bập. Dành cho đội tuyển Việt Nam, một bàn là một số vốn quan trọng mà chúng ta đã có được sau 4. Một thông điệp mà Quang Hải chính xác, Phan Văn Đức một tình. Và khi hiệu số bàn thắng bại hay tổng số bàn thắng của hai đội bằng, đường chuyền của cầu phạt. Rất tốt, Bùi Tiến Dũng đã Văn Lâm tập trung. Có một sự hỗ trợ của các nhân viên y tế. Tiến Linh sẽ vào sân và khá thú vị. Hoàng, Trọng Hoàng, Cao Phương, Trọng Hoàng, Trọng Hoàng, Cao Phương. Vắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Đã có hai tình huống như vậy xuất hiện trong vòng ít phút. Đoàn Văn Hậu đang phải làm nhiệm vụ kèm cặp đối phương. Rất tốt. Cú đánh đầu là của Trọng Hoàng. Đối với các cầu thủ của chúng ta. Phan Văn Đức! Phan Văn Đức! Phan Văn Đức đã gỡ thẻ vàng penalty dành cho đội tuyển Việt Nam. Một chiếc thẻ vàng cũng được rút ra ngay lập tức. Trọng tài Mohamed Al Kaab đã có những quyết định chính xác trong trận đấu ngày hôm nay. Đúng là như vậy. Và những lần thổi phạt của ông Mohamed Al Kaab luôn mang đến cho chúng ta những khoảnh khắc khó quên, từ U23 châu Á cho đến Asian Cup. Và hãy cùng chờ đợi cách mà chúng ta kết thúc. Quế Ngọc Hải thậm chí đã bị bầm mắt. Lấy hết sự tập trung, Quang Hải và không cho đội tuyển Việt Nam rồi. Một trận đấu không hề dễ dàng, một thời khắc có rất nhiều sự căng thẳng, nhưng Quế Ngọc Hải đã cực kỳ lạnh lùng để đánh bại thủ môn đối phương. Cặp song Hải đang giang về cho chúng ta lợi thế dẫn bàn, Quang Hải và bây giờ là Quế Ngọc Hải với một sự lạnh lùng xuất sắc. Và cả hai đều đến từ những tình huống cố định. Một nhịp lừa thủ môn đối phương và cái cách mà Quế Ngọc Hải. Đó là cầu vượt. Hồng Duy về phía cột xa dành cho Đoàn Văn Hậu. Không được nhưng vẫn còn với Phan Văn Đức. Quế Phong Hồng Duy. Vẫn là cầu vượng. Hay rồi. Nhưng đẩy bóng cuối. Miễn phí VTV Sports của Đài Truyền hình Việt Nam. Văn Lâm. Không phải. Như thường lệ Văn Lâm đã lên hơi cao để có ý bắt đơn cho Tiến Linh. Quang Hải. Đó rõ ràng là một pha cào chân số 4 này. Và đó là lý do mà Công Phượng không hề muốn có một sự tiếp xúc nào. Công Phượng, Hồng Duy, Tiến Linh, Ansaruri. Và lần này
Yemen tấn công rất nhiều bên phía cánh phải. Đáng khen cho tình thể thay cho Công Phượng. Đúng là huấn luyện viên Park Hang-seo đang Vasilis Văn Toàn. Một quả thương hiệu đã được khẳng định từ những quả đá phạt. Còn Minh Vương bàn thắng vào lưới Olympic Hàn Quốc. Quang Hải hay Minh Vương đây? Cú đá của Minh Vương. Rất tốt. Có nghĩa là những đội bóng này đều phải có những chiến thắng có cách biệt lớn ở lượt trận diễn ra ngày hôm nay. Tuyển Yemen được hưởng. Có chấm phát bóng lên. Đã có một động tác cố tình chân. Khó khăn một lần nữa. Fear not, I'm coming.